Tại xã Mường Vả, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, bà con và các bạn thân mến, vào ngày 22 tháng 10 2015 sẽ tổ chức sự kiện Phụ nữ với Internet tại xã Mường Vả. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet tại công cộng Việt Nam do Quỹ Bill Gates tài trợ. Trong điều kiện đất nước đổi mới và phát triển, vì thế vai trò của phụ nữ được nâng cao rõ rệt, bình đẳng giới ngày càng được chính quyền và các cấp từ trung ương đến địa phương ngày càng quan tâm. Ở nông thôn, vai trò của phụ nữ càng thể hiện rõ khi chiếm số đông trong dân số. Phụ nữ ở nông thôn hầu như phải đảm nhiệm chính các công việc như là trồng trọt, chăn nuôi, nội trợ gia đình. Trong gia đình mà nam giới làm ăn xa, mọi công việc đồng áng, nghề phụ đồn liền vai lên phụ nữ, đặc biệt tác động lên sự chuyển đổi về kinh tế công nghiệp hóa đối với phụ nữ và nam giới rất khác nhau. Trong gia đình ở nông thôn có sự phân công lao động phổ biến theo khuynh hướng vợ lại ở nhà, chồng rời gia đình đi nơi khác trong môi trường lao động tiên tiến hơn, thu nhập bằng tiền mặt, dẫn đến phụ nữ ở nông thôn dễ bị tụt hậu so với nam giới trong quá trình cải cách kinh tế và công nghiệp hóa. Bởi vậy, nhiều phụ nữ ở nông thôn hiện vẫn phải nhiều nỗi lo lắng, cực nhọc, vất vả trong việc thực hiện các vai trò của mình trong việc kết hợp giữa hoạt động kinh tế với chăm sóc con cái. Tuy nhiên,